Xin được chào mừng quý vị các bạn đã cùng đến với bản tin Thế giới Gôn ngày 3 tháng 2 của kênh thể thao Gôn HD. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, với sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của các câu lạc bộ gôn, thì nhiều giải đấu hấp dẫn đã ra đời. Trong đó phải kể đến giải vô địch các câu lạc bộ gôn phía Nam hay giải vô địch các câu lạc bộ gôn Hà Nội. Với quy mô toàn quốc, Việt Nam Golf Club Championship là sân chơi đáng chờ đợi nhất, được tổ chức 2 năm một lần. Sau thành công của giải vô địch các câu lạc bộ gôn toàn quốc năm 2018 tại sân Sam Tuyền Lâm, với chức vô địch thuộc về câu lạc bộ GNL 92-95 và TFG Ladies, năm nay giải đấu do Hiệp hội Gôn Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại sân SLC Golf Links, Sầm Sơn, Thanh Hóa từ ngày 26 đến 29 tháng 3, với sự tham gia tối đa của 30 câu lạc bộ gồm 20 đội nam và 10 đội nữ. Mỗi đội sẽ gồm 4 hoặc 3 thành viên chính thức lần lượt đối với bảng nam và bảng nữ. Thể thức thi đấu là đấu gậy xếp hạng và đấu đối kháng loại trực tiếp. Chỉ 8 đội nam và 4 đội nữ có thành tích tốt nhất sau vòng đấu loại mới được bước tiếp vào vòng đối kháng loại trực tiếp. Một sự kiện khác cũng do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức là chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn dành cho các huấn luyện viên golf cấp độ 1. Khóa 9 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại EPGA Eco Park, tỉnh Hưng Yên. Giảng viên trực tiếp đứng lớp là ông Vanderberg, chứng chỉ PGA AAA, hiện đứng đầu học viện EPGA Việt Nam. Trong thời gian tập huấn, các học viên phải thường xuyên trải qua những buổi thực hành trước khi bước vào buổi kiểm tra đánh gôn 18 hố. Trước khi khép lại bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được lưu ý với quý vị khán giả rằng giải ISPS Honda Vic Open thuộc hệ thống European Tour sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh thể thao Gôn HD bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2. Kính mời quý vị các bạn cùng chú ý đón xem. Và cùng với giải đấu rất hấp dẫn này, thì ứng dụng OnMe sẽ gửi đến quý vị các bạn rất nhiều những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế chú ý. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn cước 3G và 4G. Và để thay cho lời chào kết của bản tin ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những cú đánh hay nhất tại Saudi International tuần qua. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!